Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV. Nếu bạn nghĩ rằng thuốc giải rượu có thể cứu cánh cho bạn khỏi những cơn say khi uống nhiều thì có lẽ bạn đã lầm. Vì thực tế khi uống nhiều rượu, thuốc chỉ có tác dụng tạm thời và thường thì sau đó cơn say sẽ càng nặng hơn. Những mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp bạn thoát được cơn say đúng nghĩa của nó. Thuốc giải rượu không giải được rượu như ta nghĩ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Quang Huy, trên thị trường có nhiều loại thuốc giải rượu, nhưng hầu như thường kết hợp hai trong một theo hai cơ chế. Thứ nhất, thuốc làm môn vị dạ dày, đóng lại trước khi uống rượu. Theo đó, rượu sẽ nằm trong dạ dày, khi bị đi xuống ruột non và khiến người uống sẽ có cảm giác không say. Đến một thời gian nhất định sau khi uống, môn vị dạ dày cần mở ra, rượu sẽ ồ ạt chảy xuống dưới khiến mức độ ảnh hưởng lớn hơn. Lượng rượu trong máu quá cao nên đa số những người uống rượu dùng thuốc giải rượu không thể dậy nổi vào sáng ngày hôm sau. Thứ hai, thuốc giải rượu góp phần làm chuyển hóa rượu. Về điều này, chuyên gia nhấn mạnh trên thực tế không có bất cứ loại thuốc nào giúp chuyển hóa rượu nhanh hơn như nhiều người vẫn lầm tưởng. Những loại thuốc giải rượu được bán ở thị trường, thành phần chính là vitamin nhóm B, vitamin PP, B1, B2, B6. Chúng có thể giúp chuyển hóa, nhưng đó là chuyện sau này, không phải tức thì khi uống rượu. Khi uống thuốc, thuốc sẽ nằm ở dạ dày cùng rượu nên rất khó để hấp thu. Kể cả khi đã được hấp thu, chúng có tác dụng làm chuyển hóa thuận lợi hơn chứ không phải là nhanh hơn. Do đó, trông đợi vào thuốc giải rượu và các loại vitamin là sai lầm. Riêng vitamin B1, Phó Giáo sư Huy cảnh báo, B1 chỉ được tiêm vào bắp nhưng không phải là để giải rượu cho người say, mà chỉ là để tiêm cho bệnh nhân thật đau và nhớ sau không uống rượu nữa. Một lưu ý khác là nếu tiêm B1 qua đường tĩnh mạch sẽ gây sốc và tử vong. Một trong những cách làm giải rượu nhanh đó là móc họng để cắt cơn say nhanh chóng. Phó Giáo sư Huyên khuyến cáo các đấng mày râu nên hạn chế uống rượu. Nếu uống thì trước đó nên ăn, nhất là các chất đạm, chất béo. Nếu chót đã uống nhiều thì biện pháp đơn giản để giải rượu đó là móc họng, nôn và uống nước lọc. Nếu cảm thấy khó có thể pha nước chè, nước đường cho dễ uống. Mục đích của việc này là để đi vệ sinh nhiều, thải hết rượu ra. Ở phương Tây, các bác sĩ thường cho uống nước máy trực tiếp để giải rượu cho bệnh nhân. Chỉ cần để qua đêm, lượng rượu sẽ được chuyển hóa hết mà không cần làm gì. Theo lý giải của Phó Giáo sư Huy, khi rượu vào máu, thời gian phân hủy là 2 giờ. Cứ sau mỗi 2 giờ, nồng độ rượu trong máu sẽ giảm đi một nửa. Chúng thải ra bằng các đường chuyển hóa hết ở gan, hô hấp hoặc nước tiểu, 10% nguyên vẹn qua nước tiểu. Cách thứ hai đó là giải rượu bằng các loại nước củ, quả. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Quang Huy cũng đưa ra một vài cách giải rượu bằng các loại nước hoa quả như sau. Lấy lá rau cần, rửa sạch, giã nát, vắt nước cốt, pha chút đường uống từ từ. Loại nước này không chỉ giã rượu mà còn giảm đau đầu một cách hiệu quả. Dùng 100-200g lá dong, lá dùng để gói bánh chưng, giã nát, lấy nước cốt, pha đường uống. Trà búp 5g, 16g quất tươi thái vụn, có thể thay bằng quất khô, hãm nước sôi để uống. Hoặc uống bột sắn dây có vắt chanh, một lúc sau sẽ tỉnh. Giã nát củ cải trắng, thêm chút đường, uống nhiều lần. Ăn các món ăn từ đậu xanh, có thể giã cả vỏ nấu cùng đường. Lấy quả chanh tươi, vắt nước để uống hoặc thái lát mỏng để ngậm từ từ. Để đảm bảo sức khỏe, các bạn không nên uống nhiều rượu bia, không uống quá sức chịu đựng của cơ thể. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.